Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ thực hiện các thao tác tháo và vệ sinh cọc bút tại tòa nhà nơi tôi đang làm việc. Sau khi tôi vệ sinh cánh quạt và nắp quạt xong, tôi sẽ gắn lại như ban đầu. Sau khi gắn lại, chúng ta sẽ lau lại phần quạt do tay chúng ta đụng vào. Vừa rồi, tôi đã chia sẻ các thao tác tháo, vệ sinh và lắp quạt hút. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.